Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cùng bàn luận của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, cho tới thời điểm này, Cả nước đã có 34 huyện được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 15 huyện đang trong giai đoạn thẩm định để công nhận, trong đó có huyện Mỹ Hào của tỉnh ta. Việc được tỉnh lựa chọn là địa phương làm điểm thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới là niềm vinh dự của huyện Mỹ Hào. Đây cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh và của huyện Mỹ Hào với mục tiêu trọng yếu là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt hơn, trong năm 2018, Mỹ Hào cũng quyết tâm phấn đấu được công nhận là thị xã Mỹ Hào. Vậy huyện Mỹ Hào sẽ phải làm gì để đạt chuẩn huyện nông thôn mới và làm thế nào để phát triển hài hòa giữa khu vực nội thị và ngoại thị của thị xã Mỹ Hào trong tương lai là những nội dung sẽ được bàn luận trong chương trình cùng bàn luận ngày hôm nay với chủ đề Mỹ Hào huyện nông thôn mới. Chương trình đang được ghi hình tại khuôn viên hợp tác xã thủy sản Hòa Phong, huyện Mỹ Hào. Cùng bàn luận trong chương trình hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có sự tham gia của các vị đại biểu ông Nguyễn Kim Bằng, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào, phó ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới huyện Mỹ Hảo. Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hảo. Ông Vũ Xuân Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hảo. Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Đức, huyện Mỹ Hảo. Bà Vũ Thị Thắm, Giám đốc hợp tác xã thủy sản xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hảo. Tham dự chương trình cùng bàn luận ngày hôm nay còn có sự tham gia của 50 hộ dân là những người gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở hai xã Hòa Phong và Minh Đức, huyện Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì khái niệm về huyện nông thôn mới vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người. Vậy thì uh, trên cương vị là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Nông thôn mới huyện Mỹ Hào đề nghị ông Nguyễn Kim Bảng cho biết thế nào là huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới thì có những tiêu chí gì ạ? Thì với một huyện uh, muốn đạt nông thôn mới phải đủ hai điều kiện. Thứ nhất là có 100%, 100 số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Và thứ hai là đạt 9 tiêu chí theo bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới. 9 tiêu chí đó là tiêu chí thứ nhất là về quy hoạch, tiêu chí thứ hai là về giao thông, tiêu chí thứ ba là về thủy lợi, tiêu chí thứ tư là điện, tiêu chí thứ năm là y tế, văn hóa, giáo dục, tiêu chí thứ sáu là về sản xuất tiêu chí thứ 7 là môi trường, tiêu chí thứ, thứ 8 là an ninh trật tự nông thôn, tiêu chí thứ 9 là chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Kim Bảng. Và trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ghi nhận về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới của huyện Mỹ Hào. Cuối năm 2017, 4 xã gồm Hòa Phong, Dương Quang, Đình Phùng, Hưng Long, huyện Mỹ Hào đã về đích nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của Mỹ Hào đạt 12 trên 12 xã. Riêng khu vực quy hoạch thị xã Mỹ Hào bao gồm 6 xã dọc quốc lộ 5 và thị trấn Bẩn Yên Nhân được huyện đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm hoàn thiện các tiêu chí để Mỹ Hào phấn đấu được công nhận là thị xã vào năm 2018. Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện được nâng cấp cải tạo như đường DH35, DH380, các tuyến đường thuộc trung tâm huyện được trang trí trồng cây xanh, hệ thống tiêu thoát nước, thiết bị chiếu sáng với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Toàn huyện đã cứng hóa đường trục thôn xóm, đường trục chính nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng, đá của tỉnh là 84 km. Đặc biệt, năm 2017, khi tỉnh dừng việc hỗ trợ xi măng cho các địa phương làm đường giao thông, thì Mỹ Hào đã dành gần 20 tỷ đồng tiếp tục hỗ trợ các địa phương tiền mua xi măng và đá thi công 297 đoạn tuyến đường ngõ xóm và đường ra đồng ruộng với tổng chiều dài 28 km, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Năm 2017, cơ cấu kinh tế của Mỹ Hào có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ là 3,4%, 65,4%, 31,2%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm đạt 11,52%, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng một năm. Thực hiện chương trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã giúp nền nông nghiệp của Mỹ Hào chuyển dịch mạnh sang hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Các giống lúa có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất mang lại thu nhập khá cho người dân chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản được mở rộng. Điển hình mô hình nuôi cá theo kiểu sông trong ao tại hợp tác xã thủy sản Hòa Phong đang được nhiều địa phương đến học tập nhân rộng. Trên địa bàn huyện có 7 làng nghề được công nhận, nhiều làng nghề đã phát triển nhanh chóng mở rộng được sản xuất đa dạng sản phẩm, chiếm lĩnh được thị trường trong và ngoài tỉnh. Tính đến hết năm 2017, khi tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mỹ Hào là hơn 2.882 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong tổng nguồn vốn này, phân nhiều là do nhân dân và doanh nghiệp đầu tư. Cụ thể, nguồn vốn do nhân dân đầu tư vào phát triển sản xuất đạt hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm gần 36%. Nguồn vốn của doanh nghiệp đầu tư vào các công trình, dự án, sản xuất kinh doanh gần 1.100 tỷ đồng, chiếm 36,1%. Đặc biệt, đến thời điểm này, huyện Mỹ Hào không còn nợ động nguồn kinh phí xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 9 trên 9 tiêu chí gồm quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế, văn hóa, giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh, trật tự xã hội và tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đều được đánh giá đạt chuẩn. Mỹ Hào đang hoàn thiện các thủ tục để được chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới. Thưa ông Nguyễn Kim Bằng, vào cuối năm 2017, 4 xã Dương Quang, Hòa Phong, Phan Đình Phùng và Hưng Long đã cán đích xã nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện đạt 12 trên 12 xã. Vậy ông có thể cho biết những chỉ đạo và hỗ trợ của huyện để giúp 4 xã trên về đích nông thôn mới ạ? Thứ nhất là tập trung mọi nguồn lực cao nhất cho 4 xã, đồng thời là tiếp tục nâng cao các cái tiêu chí của các xã đã đạt. Và trong đó là tiếp tục là thực hiện cái cơ chế hỗ trợ đá xi măng cho các xã để xây dựng hoàn thiện các đường trục thôn xóm và đường ra đồng. Cái thứ hai là cùng với sự hỗ trợ của tỉnh thì huyện cùng các các xã đã tập trung một nguồn lực lớn cho việc xây dựng các cái công trình hạ tầng thuộc các tiêu chí chưa đạt. Cùng với giải pháp về hạ tầng thì huyện cũng đã rất chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đó là à, nâng cao cái thu nhập và giảm tỷ, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới. Đồng thời đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các giống cây con vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời là tạo điều kiện để người dân à, thực hiện các ứng dụng à, công nghệ khoa học hiện đại vào trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục là triển khai các cái à, mô hình à, về tuyên truyền uh, nâng cao cái ý thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường rồi nâng cao chất lượng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Thưa quý vị, xây dựng huyện nông thôn mới không phải là phép cộng đơn thuần của các xã nông thôn mới mà phải là bước đi tiếp theo của quá trình xây dựng xã nông thôn mới, mối liên kết giữa xã với xã và liên kết giữa xã với huyện ngày một nâng cao. Thưa ông Vũ Xuân Đăng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Phong là một trong bốn xã cuối cùng của huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới. Vậy ông có thể cho biết địa phương đã có sự nỗ lực như thế nào để trở thành xã nông thôn mới, góp phần để huyện Mỹ Hào về đích huyện nông thôn mới ạ? Cấp ủy Đảng và chính quyền đã quyết liệt chỉ đạo và tuyên truyền triển khai động viên nhân dân và các ngành đoàn thể trong xã một chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đi vào cuộc sống nên đã đạt được những các kết quả đáng quan trọng nhất là đối với đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang đời sống văn hóa được cải thiện bộ mặt nông thôn được đổi mới xin được cảm ơn ông Vũ Xuân Đăng chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hòa Phong và thưa quý vị trong chương trình ngày hôm nay thì cũng có những đại biểu tới từ xã Hòa Phong và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng rất muốn lắng nghe những cái chia sẻ của các bác về cái sự tham gia của mình vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương mời bác bừng ạ thì trong năm 2015 thì chúng tôi thì đã thực sự là huy động sự đóng góp của nhân dân là một thôn nhỏ thì chỉ vào trong khoảng nợ hơn 700 nhân khẩu nhưng thực sự là đóng góp là gần 1 tỷ đồng thì là để chia sẻ và có là 6 hộ là hiến đất là vào vị trí là gần 100 mét vuông thì là để tiến hành là làm tuyến đường toàn bộ là nội đồng trong nông thôn nhân dân là rất là hưởng ứng là về vấn đề cái nhiệt điện à, về vấn đề dồn điện nổi thửa tức là trước là cái sự là may muốn là trong cái là là ruộng nhưng đến bây giờ là là quy hoạch tức là mỗi một hộ là chỉ từ 1 đến 2 mảnh thì là cơ bản là trong thôn và tất cả cái hệ thống mương máng và thủy lợi và đường ra nội đồng là cơ bản là đã hoàn chỉnh nhân dân là rất là phấn khởi qua những cái chia sẻ của các quý vị đại biểu đang có mặt ở trong chương trình ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta cũng đã phần nào cảm nhận được cái phong trào xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới ở xã Hòa Phong diễn ra rất sôi nổi và hiệu quả, làm thay đổi cái bộ mặt của quê hương và đời sống của người dân rất là nhiều. Như chúng tôi đã trao đổi ở phần đầu thì huyện Mỹ Hào cũng rất là tích cực hoàn thiện các cái tiêu chí để được công nhận là thị xã mỹ hào cùng với việc xây dựng huyện nông thôn mới. Vậy để xin được hỏi ông Nguyễn Kim bảng, điều này sẽ là những cái khó khăn hay là thuận lợi đối với mỹ hào ạ? Đây là hai nhiệm vụ cơ bản của huyện mỹ hào trong giai đoạn hiện nay. Nó có tác động hỗ trợ và bổ sung cho nhau, tạo tiền đề để huyện mỹ hào đẩy nhanh quá trình phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và quá trình đô thị hóa huyện mỹ hào. Với mục tiêu chung là đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và uh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cả khu vực nông thôn cũng như khu vực thành thị. Và uh, xây dựng quê hương huyện Mỹ Hào ngày càng giàu đẹp, dân chủ và văn minh. Thì tháng 6 năm 2012, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào đã phê duyệt uh, quy hoạch uh, nông thôn mới uh, 12 xã và đến tháng 11 Năm 2012 thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định uh, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Hào đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tháng 7 năm 2015 thì huyện uh, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào đã phê duyệt quy hoạch chi tiết uh, 6 phường nội thị. Và đến tháng 2 năm 2017 thì huyện uh, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào đã phê duyệt bổ sung quy hoạch chi tiết phường Phan Đình Phùng và ngày 17 tháng 4 năm 2017 thì Bộ Xây dựng đã ra quyết định số 311 là công nhận huyện Mỹ Hào đạt tiêu chí đô thị loại 4 với 7 phường nội thị và 6 xã thông bảng thế mạnh về công nghiệp là một thuận lợi đối với Mỹ Hào trong xây dựng huyện nông thôn mới và xây dựng thị xã Mỹ Hào. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta không quản lý tốt về vệ sinh môi trường thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đời sống nhân dân, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp ở các khu vực lân cận. Vậy ông có thể cho biết huyện Mỹ Hào đã có những biện pháp gì để giải quyết vấn đề này? Thì về phía huyện Mỹ Hào đã có cái tham mưu với tỉnh và các cái ngành chuyên môn là tiếp tục là có những biện pháp là kiểm tra và xử lý những cái trường hợp vi phạm những trường hợp mà tái phạm nhiều lần thì có thể là đình chỉ không cho hoạt động với các doanh nghiệp mà tái phạm nhiều lần. Thế đồng thời là về phía huyện tỉnh là chúng tôi cũng muốn là tiếp tục là triển khai sâu rộng cái mô hình là phân loại xử lý rác tại nguồn. Thì đây là cái mô hình có thể nói rất hiệu quả và nó xử lý tới khoảng 6 trăm cái rác thải hữu cơ để làm cái phân bón rất là có tác dụng. Thế và một cái vấn đề nữa là uh, trong cái uh, việc xử xử lý các cái uh, uh, kiểm tra giám sát các cái khu uh, công nghiệp cũng như là các nhà máy thì lên đặt các cái trạm uh, uh, để uh, theo dõi các cái uh, tình trạng xả thải và có cái từ đó để có những cái mình xử lý kịp thời uh, các rác thải từ công nghiệp thì uh, yêu cầu là các đơn vị sản xuất kinh doanh là tự thu gom và vận chuyển đi xử lý với chất thải lỏng và khí thì yêu cầu các doanh nghiệp là phải xử lý trước khi thải ra môi trường đồng thời là về phía huyện thì trong thời gian hiện nay thì chúng tôi đang là tập trung làm thí điểm ba cái mô hình là xử lý nước thải sinh hoạt từ các cái hộ từ các khu dân cư và tiếp tục là tập trung vào vấn đề tức là thanh kiểm tra giám sát các cái uh, trường hợp xả thải sai quy định để có hình thức là uh, xử lý và làm hạn chế tình trạng xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường trong địa bàn huyện. Xin được hỏi ông uh, Nguyễn Văn Huỳnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Minh Đức, ông có thể là góp thêm những cái ý kiến của ông để mà uh, hạn chế cái sự ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong lành cho người dân uh, cụ thể với Minh Đức ạ. Thì ủy ban nhân dân xã phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện, quản lý nhà về nhà nước đối với các doanh nghiệp trong sản xuất về và bảo vệ môi trường. Hai là phối hợp tích cực với mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể thực hiện tốt chương trình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Ba là các khu dân cư trên địa bàn xã thì đều được quy hoạch đối với các hộ gia đình chuyển đổi mục đích chuyển đổi đất nông nghiệp sang làm các cái trang trại chăn nuôi khu tập trung 100% các thôn đều được quy hoạch khu bãi rác tập trung và có đội vệ sinh tự quản để làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã thì việc đầu tiên là phải sự vào cuộc của toàn bộ toàn thể các cấp các ngành, nhất là vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội trong công tác vận động tuyên truyền. Xin cảm ơn ông Huỳnh và trở lại với việc xây dựng thị xã mỹ hào. Điều này sẽ làm gia tăng dân số cơ học và đặt ra những yêu cầu cao hơn trong việc quản lý đô thị như là vấn đề về an ninh trật tự, về vệ sinh môi trường. Ờ, huyện mỹ hào sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào thưa ông bảng? Trước hết là trong công tác quy hoạch phải đảm bảo hài hòa giữa các yếu tố như nhà ở công trình giao thông và hạ tầng xã hội cái thứ hai là trong đầu tư xây dựng hạ tầng thì thực hiện theo đúng quy hoạch và đồng thời là thực hiện cấp phép xây dựng theo cái quy định của đô thị và cái thứ ba là quan tâm đầu tư phát triển các cái xã ở khu vực nội thị cũng như ngoại thị để nhằm tạo nhiều việc làm cho người lao động và hạn chế tình trạng lao động tập trung ở một hoặc là uh, một số uh, khu vực. Bốn là uh, thu hút các cái nhà đầu tư và từng bước giải quyết vấn đề nhà ở, nhà ở xã hội để đáp ứng sự gia tăng dân số cơ học trên địa bàn huyện. Thì hiện nay ở huyện Mỹ Hào đã thu hút được một số nhà đầu tư uh, trước mắt là tập trung tại khu vực thị trấn Bần và Nhân Hòa thì uh, đã xây dựng một số cái khu nhà ở xã hội rồi khu nhà ở liên kề Uh, thuộc khu đô thị Phúc Thành, Phúc Hưng, khu Lạc Hồng và khu chợ Bao Bì, Bến Xe. Và sắp tới thì một số nhà đầu tư như Hòa Phát và khu uh, nhà ở Mỹ Văn, rồi khu Grand City tiếp tục là đang hình thành. Uh, cái thứ năm là tăng cường cái vai trò lãnh đạo quản lý của cấp ủy chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị để xây dựng Mỹ Hào từng bước ổn định văn minh và phát triển bền vững thưa ông Nguyễn Phú Cường chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Bần yên nhân nơi trung tâm của huyện Mỹ Hào địa phương đã có những cách làm gì để quản lý đô thị bảo đảm an ninh trật tự giữ gìn vệ sinh môi trường được tốt để quản lý cái đô thị thì chúng tôi tập trung vào tuyên truyền đến nhân dân trong cái việc mà tới phổ biến tới nhân dân về cái quy hoạch thị xã Mỹ Hào và quy hoạch phường Bần yên nhân trong tương lai mà Bần yên nhân là trung tâm của thị xã Mỹ Hào Đồng thời thì chúng tôi cũng uh, uh, tuyên truyền tới nhân dân về cái quy chế quản lý đô thị mà Ủy ban dân huyện Mỹ Hào uh, đã ban hành tới toàn thể nhân dân để nhân dân cùng được biết và thực hiện. Hey, về lĩnh vực uh, an ninh trật tự thì đối với thị trấn bản nhân Nhân thì chúng tôi là một cái trung tâm cái chính trị văn hóa của huyện uh, với dân số là khoảng 13.000 người và dân số cơ học là khoảng 8.000. Đây là một vấn đề cũng đặt ra cho chúng tôi trong cái việc mà đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn. Thì chúng tôi cũng đã thực hiện để cho cái việc là tuyên truyền tới toàn thể nhân dân về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. quản lý tốt để các cái nhân hộ khẩu tạm trú, tạm vắng đối với những người lao động ở những cái nơi khác về sinh sống và làm ăn trên địa bàn. À, chúng tôi cũng tuyên truyền đến nhân dân trong cái việc mà uh, thực hiện cái, uh, cái 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 uh, đón nhận các cái đầu tư giải quyết tốt những các cái bức xúc những cái, cái của nhân dân ngay từ cơ sở uh, không để cái đơn thư khiếu kiện đông người vượt cấp đồng thời chúng tôi cũng đã quản lý tốt những các cái đối tượng hình sự Thưa các vị khách mời và thưa quý vị khán giả, để xây dựng huyện nông thôn mới và xây dựng thị xã Mỹ Hào song song với việc phát triển đô thị thì nâng cao đời sống kinh tế vùng nông thôn, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng. Trước khi tiếp tục cùng bàn luận, chúng tôi muốn mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự để thấy những thay đổi trong sản xuất nông nghiệp ở một số xã của huyện Mỹ Hào trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp ở Mỹ Hào đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa, nâng cao giá trị tăng thu nhập cho nông dân. Về sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, Mỹ Hào đã hình thành 3 vùng sản xuất, quy mô 400 ha. Trong đó, Hòa Phong sản xuất lúa Bắc Thơm số 7, diện tích 150 ha, xã Xuân Dục sản xuất lúa Nếp Thơm Hưng Yên, diện tích 100 ha xã Phan Đình Phùng sản xuất lúa Bắc Thơm số 7 diện tích 150 ha. Tập quán canh tác bao đời của người dân nơi đây đã được thay đổi từ gieo mạ truyền thống sang hình thức gieo thẳng, các khâu sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt được cơ giới hóa đồng bộ. Cùng với sản xuất lúa hàng hóa, huyện đã quy hoạch vùng sản xuất hoa cây cảnh tại xã Nhân Hòa và thị trấn Bần Yên Nhân, vùng nuôi trồng thủy sản tại các xã Hòa Phong, Hưng Long, Cẩm Xá, Dương Quang. Trên địa bàn huyện có 14 trên 14 hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã thủy sản Hòa Phong nuôi cá theo công nghệ sông trong ao. Cá được sản xuất năng suất cao, chất lượng tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp mỗi năm hàng chục tấn cá các loại cho siêu thị An Việt và các siêu thị khác trên Hà Nội sản xuất các loại rau an toàn theo công nghệ thủy canh trong nhà màng diện tích 700 m2. Các hợp tác xã nông nghiệp còn ký liên kết hợp đồng liên tục nhiều năm với các đơn vị doanh nghiệp trong nước để cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ trên 20% sản lượng thóc cho nông dân. Thưa ông Nguyễn Kim Bảng, qua xe phóng sự thì có thể thấy rằng là sản xuất nông nghiệp tại huyện Mỹ Hào đang chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Huyện đã xác định như thế nào về vai trò của nông nghiệp trong xây dựng huyện nông thôn mới? Hiện nay là trong cơ cấu kinh tế của huyện thì nông nghiệp của huyện Mỹ Hào chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 3,4%. Diện tích canh thác sản xuất nông nghiệp vẫn còn khoảng 4.000 hectare. Hiện nay thì nông nghiệp huyện Mỹ Hào Uh, vẫn giữ vai trò quan trọng, nó góp phần vào việc ổn định uh, an ninh lương thực và uh, cuộc sống của người dân trên địa bàn. Uh, hiện nay, thì uh, bên cạnh sự uh, gia tăng về tỷ trọng uh, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, thì huyện Mỹ Hào vẫn rất coi trọng vấn đề uh, phát triển uh, kinh tế từ nông nghiệp. Một trong những vấn đề mà huyện quan tâm đó là tiếp tục là nâng cao chất lượng hiệu quả trong sản xuất uh, nông nghiệp. Xác định đây là một nội dung uh, trong xây dựng nông thôn mới. Và huyện Mỹ Hào cũng đã và đang tập trung chỉ đạo uh, để phát triển sản xuất nông nghiệp, đưa nhiều giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện quy hoạch và xây dựng các vùng uh, sản xuất tập trung, hình thành các cái vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng hiệu quả cao và xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị đồng thời là phát triển các ngành nghề chế biến lương thực thực phẩm rồi các nghề mộc dân dụng và phát huy cái các cái vai trò của các làng nghề rồi các cái dịch vụ thương mại để giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn đồng thời là tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người nông dân. Việc quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp thì đã cái tạo cái điều kiện thuận lợi ra sao để bà con nông dân xã Hòa Phong áp dụng những tiến bộ khoa học và cơ giới hóa nông nghiệp vào phát triển sản xuất thưa ông Đăng. Với Hòa Phong thì cơ giới hóa nông nghiệp chúng tôi đã đưa vào như thế là những máy cày, lồng làm đất với cỡ lớn và máy gặt đập cỡ lớn để đảm bảo như thế là cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn trong nhiều năm nay. Về trong cái sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi là cơ giới hóa 100%. Thưa bà Thắm, bà có thể chia sẻ về việc áp dụng những cái tiến bộ khoa học và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp mà Hợp tác xã Thủy sản xã Hòa Phong đã áp dụng ạ? Trước ấy thì à, dùng những cái máy bơm 0,75%. Và những cái ao to này thì nó chán thua gì. Nhưng mà đến bây giờ là cho những cái máy móc to vào. Ví dụ như là công nghệ của Mỹ này thì tôi đưa vào những cái máy à, 5 kg, lén khí 5 kg thì nó tạo ra dòng chảy rất là lớn và 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 nhiều oxy. Cá thì đang được cho ăn bằng hệ thống máy tự động. cắm điện vào và đổ cám vào thì nó tự động cho ăn theo hẹn giờ. Ngày là 3 lần cho ăn. Bà thấy rằng là sản xuất nông nghiệp tại hợp tác xã thủy sản Hòa Phong của mình bây giờ so với trước kia thì đã bớt đi vất vả chưa rồi, ạ? Bây giờ là nhàn rồi. Thưa quý vị, để phát triển nông nghiệp, công nghệ cao, chất lượng hàng hóa tốt thì đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và hệ thống thủy lợi phải đảm bảo. Huyện Mỹ Hào thì đã làm gì để đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao thương bảng? Trong năm 2017 thì toàn huyện đã bê tông hóa được 460 đoạn tuyến đường với tổng chiều dài là 40,6 km. Đồng thời là bên cạnh đó thì huyện cũng có kế hoạch là thường xuyên cải tạo duy tu, nâng cao, nâng cấp các hệ thống trục giao thông đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về thủy lợi, thì huyện đã có quy hoạch chi tiết để phát triển hệ thống công trình thủy lợi của huyện đảm bảo tưới tiêu phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. thì hàng năm, thì hệ thống các trạm bơm trên địa bàn cũng như được kênh mương thường xuyên được duy tu cải tạo và xây mới thì cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu về tưới tiêu ờ, cho phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản và trong đó thì có cả vấn đề tức là ờ, tiêu nước cho khu công nghiệp và ờ, dân sinh ờ, được ờ, sở nông nghiệp phát triển nông thôn và trong đó thì là ờ, công ty khai thác công trình thủy lợi ờ, của tỉnh cũng đã có những cái ờ, cải tiến là đưa cái trạm bơm không ống vào vận hành ở một số khu vực uh, uh, cung cấp nước trên địa bàn huyện chi phí cũng là rất là thấp và hiệu quả kinh tế là rất là tốt. Thông đăng ông có thể cho biết việc xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và hệ thống thủy lợi đã được thực hiện ra sao và kết quả đạt được của xã Hòa Phong ạ? Xã có nhiều diện tích đất nông nghiệp do vậy mà chúng tôi đã tuyên truyền nhân dân và triển khai. Nam giao thông nội đồng trục chính ra ngoài đồng đã được như thế là 16 000 m đối với trục chính ra ngoài đồng để chỉ cho tiện viện vận chuyển hàng hóa lông sản từ ngoài đồng về và cơ dưới và bê tông hóa được trên 3 km mương tưới để thuận tiện cho việc tưới tiêu trong phục vụ cho sản xuất lông nghiệp Do do vậy mà việc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chúng tôi rất là được dễ dàng, thuận tiện, không bị úng, lũ, hạn hạn hán vì đã có kênh mương tưới tiêu đảm bảo. Tốt. Hòa Phong thì là một xã không có doanh nghiệp đóng trên địa bàn và phát triển kinh tế thì chủ yếu là dựa vào nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Những năm qua, xã Hòa Phong đã có biện pháp gì để nâng cao thu nhập cho người dân? Thưa ông Đăng. Về nông nghiệp đưa giống lúa có chất lượng hàng hóa vào như thế là sản xuất canh tác để nâng cao thu nhập trên một diện tích canh tác và phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề mở rộng dịch vụ tạo điều kiện cho như thế là lao động học nghề mở rộng nghề để lâng cao tay nghề có cơ chế đối với như thế nào, cùng với các tổ chức tiến dụng để cho như thế là cơ sở sản xuất vay vốn để như thế nào mở rộng và đưa như thế là cơ giới hóa đưa đưa như thế là máy móc công nghệ cao vào như thế là uh, sản xuất làng nghề và trong cái nghề nghề mộc hiện nay là trong toàn xã đã có như thế là 382 xưởng sản xuất lớn nhỏ và đưa vào gần 40 máy công nghệ cao để đưa vào uh, sản xuất đồ mộc mỹ nghệ và các máy móc khác để phục vụ cho uh, sản xuất như thế này ngành nghề mộc phát triển. Bây giờ thì chúng tôi cũng đang rất là muốn được uh, lắng nghe một chia sẻ của một uh, bác là chủ cơ sở mộc ạ. Khi mà được công nhận là nghề thì anh em ý thức cao hơn mà đặc biệt là một lớp chỉ trẻ của xã Hòa Phong rất chi là năng động. Các anh em trẻ ấy đã học rồi và trên vi tính các thứ là làm bằng máy hay là chuyển giao trên mạng cho khách hàng mọi nơi ở trong nước và ngoài nước là biết đến Hòa Phong đến tận nơi mua hàng chứ không cần phải qua các trung gian nữa. Mỗi một hộ gia đình ấy, sản xuất thì theo như anh em ấy, thông qua nhau giới thiệu mỗi một lao động một tháng cũng từ 7 đến 10 triệu một tháng thì tổng thu nhập một năm thì nó cũng khoảng độ tầm từ bù đi bù lại độ tầm trăm hai 20 triệu một năm. Thưa quý vị bà con, hiện nay thì tại xã Hòa Phong, hợp tác xã nông nghiệp Hòa Phong đã trở thành một mô hình điểm để nhiều địa phương tới tham quan học hỏi. Và trong những cái bước phát triển như vậy, hợp tác xã có được hỗ trợ gì không thưa bà Vũ Thị Thắm? Cảm ơn tỉnh với lại cả huyện cũng đồng hành với cả hợp tác xã tôi là giúp đỡ về 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 kỹ thuật rồi là về tài chính và được động viên kịp thời từ cán bộ tỉnh các bộ huyện cán bộ xã tới đây tôi vẫn muốn đề nghị thêm sự quan tâm của xã của huyện và của tỉnh nhiều hơn nữa để chúng tôi bắt tay vào làm lông nghiệp công nghệ cao ngày càng được tốt hơn nữa để tuyên truyền và 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 chuyển giao cho bà con cùng nhau phát triển về nông nghiệp nông thôn mới ngày càng hiện đại hơn. Thưa ông Nguyễn Kim Bảng, có thể nói rằng Mỹ Hào đã đạt được rất nhiều kết quả trong xây dựng huyện nông thôn mới và thị xã Mỹ Hào. Làm thế nào để phát huy nội lực của địa phương, làm thế nào để có nguồn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là điều mà rất nhiều địa phương trong tỉnh quan tâm muốn học hỏi. Xin ông có thể cho biết cách làm của huyện Mỹ Hào. Thứ nhất là luôn quan tâm thực hiện cải cách hành chính và thực hiện tốt các cái chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư. Cái thứ hai là tiếp tục là quan tâm hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư trên địa bàn và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả việc đấu giá quyền sử dụng đất và xử lý đất rơi dư, dư xem kẹp. Ở các địa phương. Đồng thời là huy động được lực lượng to lớn của nhân dân trong toàn huyện vào cùng chung sức để xây dựng nông thôn mới cũng như xây dựng thị, thị, thị xã Mỹ Hào. Xin được cảm ơn ông Bảng, một trong những nguồn lực quan trọng để xây dựng nông thôn mới, đó chính là xử lý đất dôi dư với cơ chế đặc biệt của tỉnh dành cho Mỹ Hào. Xin được hỏi ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Bần Yên Nhân, ông có thể cho biết về cách làm và kết quả mà thị trấn Bần Yên Nhân đã đạt được để có được nguồn thu xây dựng nông thôn mới ạ. Ở thị trấn có 279 thửa đã đủ điều kiện để xử lý dôi dư. Sau khi có kết cái, cái, cái quả xét duyệt thì chúng tôi đã thông báo tới các hộ có thửa đất dôi dư và thông qua các cái hội nghị của đảng bộ, của các tổ chức đoàn thể, về các tri bộ và tới các thôn phố thì chúng tôi cũng tuyên truyền tới toàn thể đoàn viên đảng viên, đoàn viên hội viên và nhân dân những vấn đề liên quan tới vấn đề về xử lý đất dôi dư đến hết năm 2017 thì thị trấn chúng tôi đã xử lý được 87 thửa đất dôi dư với cái diện tích là khoảng trên 10.000 10 mét vuông và chúng tôi đã thu về cho ngân sách là hơn 10 tỷ. Cùng với thị trấn Bần Yên Nhân thì Minh Đức cũng là địa phương xử lý đất dôi dư tốt của huyện Mỹ Hào dù không có những lợi thế như là thị trấn Bần Yên Nhân. Xin được hỏi ông Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Đức ông có thể cho biết về cách làm của địa phương để có thể xử lý được nhiều diện tích đất dôi dư. Với quan điểm cán bộ, đảng viên có diện tích đất dôi dư, gương mẫu chấp hành và thực hiện việc kê khai và xử lý trước. Đồng thời phát huy triệt để các biệt tiềm năng của địa phương, ra soát toàn bộ các cái thửa đất trên địa bàn xã, nập hồ sơ và đề nghị xử lý kịp thời đối với các trường hợp có diện tích đốt rồi dư, dư đăng ký. Từ đó đến nay, từ năm 2015 đến nay thì xã đã xử lý được 51 trường hợp và thu lộp ngân sách là 6 tỷ đồng. Xây dựng huyện nông thôn mới là một nhiệm vụ khó khăn nhưng với sự đồng thuận cao của nhân dân và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị nên đến nay 12 trên 12 xã của huyện Mỹ Hào đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Huyện Mỹ Hào cũng đang hoàn tất thủ tục đề nghị chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Vậy xin được hỏi ông Bảng, trong quá trình chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng huyện nông thôn mới thì huyện đã rút ra được bài học kinh nghiệm gì ạ? Xây dựng nông thôn mới thì phải gắn với việc là tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cái thứ hai là xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới thì đây là cái yếu tố rất quan trọng tạo ra nguồn lực lớn nhất để xây dựng nông thôn mới cái thứ ba là có sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên sâu sát quyết liệt của cấp ủy chính quyền và sự tham gia tích cực chặt chẽ phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và uh, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc cái thứ tư là phải có hệ thống bộ máy chỉ đạo đồng bộ hiệu quả và bộ máy giúp việc có năng lực chuyên nghiệp. Cái thứ năm là nồng ghép hiệu quả ngân sách hỗ trợ của nhà nước cũng như là các nguồn ngân sách khác của địa phương và đa dạng hóa các nguồn lực. Vậy còn với xã Minh Đức trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã đúc rút ra được bài học kinh nghiệm gì để nâng cao chất lượng các tiêu chí, thưa ông Huỳnh? Từ cán bộ đảng viên đến người dân phải nhận thức đúng về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hai là phát huy, triệt để những tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung nội lực và vận động ngoại lực về ý nghĩa trách nhiệm đối với địa phương quê hương của mọi giai tầng góp phần hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí. Ba là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, mọi công việc đều được thông qua nhân dân để dân biết, dân bàn, dân hiến kế, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân hưởng nợ. Thưa quý vị, xây dựng huyện nông thôn mới và xây dựng thị xã Mỹ Hào là hai nhiệm vụ trọng tâm của huyện Mỹ Hào trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2017. Năm 2018 sẽ là một năm hứa hẹn nhiều sự kiện quan trọng của huyện Mỹ Hào. Với những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình hôm nay, hy vọng đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng nông thôn mới nói chung, xây dựng huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới nói riêng, tất cả đều với mục đích nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đồng thời cũng sẽ là điển hình cho những địa phương khác trong quá trình xây dựng nông thôn mới tới đây thì chương trình cùng bàn luận của đài phát thanh truyền hình hưng yên cũng xin được tạm dừng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại